Chào mừng quý vị đến với chương trình điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 20 tháng 10 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng 1902 đô la Mỹ một ao, tăng 3 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Giá vàng thế giới tăng sau khi có các thông tin tích cực từ kinh tế Trung Quốc. Cụ thể, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,9% trong quý 3 năm 2020, thấp hơn kỳ vọng 5,2% của hãng tin Investing.com. Tuy nhiên, sản lượng công nghiệp nước này trong tháng 9 đã tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn dự báo 5,8% và doanh số bán lẻ đã tăng 3,3%, lớn hơn nhiều kỳ vọng 1,8% so với cùng kỳ tháng 9 năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp Trung Quốc ở mức 5,4% trong tháng 9 đã giảm so với mức 5,6% của tháng 8. Các nhà đầu tư kỳ vọng rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ khiến lực cầu vàng tăng vào dịp Tết nguyên đán sắp tới. Hiện tại, vàng đang bị mắc kẹt trong một phạm vi hẹp và cần phải phá vỡ trên ngưỡng 1950 đô la Mỹ một ao hoặc dưới ngưỡng 1850 đô la Mỹ một ao để có thể đi đến một hướng đi mới. Theo giới phân tích, giá vàng thế giới tiếp tục được hỗ trợ do hàng loạt bất ổn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, bên cạnh đó, làn sóng Covid thứ hai tại châu Âu tăng khiến cho cuộc chiến đại dịch vẫn vô cùng gian nan và thế giới sẽ bắt đầu thấy mức độ thiệt hại tăng dần. Hiện tại, vàng trở thành hàng rào vững chắc chống lại siêu lạm phát. Trong bối cảnh đó, kim loại quý này sẽ có cơ hội bay cao. Còn tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước trong phiên giao dịch hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SGC đồng loạt giảm 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, duy chỉ có SGC Đà Lạt là chưa có sự thay đổi so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Cụ thể giá vàng đang được niêm yết với mức giá như sau. Tại SGC Hà Nội và SGC Đà Nẵng, đều có chiều mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,37 triệu đồng trên một lượng. Tại Nha Trang có chiều mua vào là 55,84 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,37 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Cà Mau có chiều mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,37 triệu đồng trên một lượng. Tại GC Bình Phước có chiều mua vào là 55,83 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,37 triệu đồng trên một lượng. Tại GC Huế có chiều mua vào là 55,82 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,38 triệu đồng trên một lượng. SGC Biên Hòa, SGC Miền Tây và SGC Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,35 triệu đồng trên một lượng. Tại SGC Đà Lạt giá mua vào là 47,77 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,2 triệu đồng trên một lượng. Tại SGC Long Xuyên có chiều mua vào là 55,87 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,4 triệu đồng trên một lượng. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại hôm nay cũng đã được điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua. Cụ thể được niêm yết với mức giá như sau. Tại SCC thành phố Hồ Chí Minh từ 1 lượng đến 10 lượng, giá mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,35 triệu đồng trên một lượng. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ có chiều mua vào là 53,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 53,85 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có chiều mua vào là 52,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 53,6 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có chiều mua vào là 51,969 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 53,069 triệu đồng trên một lượng, giảm 149.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K có chiều mua vào là 38,254 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 40,354 triệu đồng trên một lượng, giảm 113.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có chiều mua vào là 29,302 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 31,402 triệu đồng trên một lượng, giảm 87.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có chiều mua vào là 20,403 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 22,503 triệu đồng trên một lượng, giảm 63.000 đồng ở cả hai chiều. Còn tại một số tổ chức lớn, giá vàng hôm nay đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại Đông Di, thành phố Hồ Chí Minh có chiều mua vào là 55,8 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng và bán ra là 56,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng. Tại Đô Di, Hà Nội có chiều mua vào là 55,81 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi và bán ra là 56,19 triệu đồng trên một lượng, giảm 10.000 đồng. Tại PNG thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều có chiều mua vào là 55,9 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,3 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại Phú Quý SJC có chiều mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều. Tại tổ chức Mi Hồng có chiều mua vào là 55,95 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,25 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều. Tại Bảo Tín Minh Châu có chiều mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,15 triệu đồng trên một lượng, không gì thay đổi. Còn tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC cũng đã có sự điều chỉnh giảm sau so phiên giao dịch cùng thời điểm sáng ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết với mức giá như sau. Tại ngân hàng Exim Bank có chiều mua vào là 55,85 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,15 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng ACB có chiều mua vào là 55,75 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,1 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng Sacombank có chiều mua vào là 55,6 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,3 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng SCB có chiều mua vào là 55,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng. Tại ngân hàng Maritime Bank có chiều mua vào là 55,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,5 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng TP Bank Gold có chiều mua vào là 55,8 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường thì có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08 2346 5555 hoặc địa chỉ email là ban biên tập a.invest.com.vn Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.